chỗ của Harry Won là phải ở đây. Ngồi lên cái chân này. Ôi, trời ơi, giò vua. Giò vua. Không, em nghĩ là cái này chắc chắn anh của mình bự hơn. Theo cái chuyên môn của em nhé. À, có chuyên môn hả? Em có chuyên môn. Ok, thực lực luôn hả? Thực lực luôn. Ok. Cũng ngưng ngỡ Sam đó. Cái gì ngưng ngỡ là gì? Ngăn ngỡ. Ngăn ngỡ. Ngăn ngỡ. Ngăn ngỡ Sam đó. Con có hay xem chương trình của chú Trấn Thành không? Dạ cũng không. Bà hỏi câu ngang ngược ghê vậy đó. Thì vậy? Còn sao vậy, sao xem bà? Không nghe. Thì hỏi lại. Ờ. Nói lại. Thì con có hay nghe chương trình của chú Trấn Thành không? Có. Dạ có. Trời ơi, không cần bàn gì hết luôn, không cần biết tài năng của em bé này là cái gì luôn. Cái tên nó nói là tất cả. Đúng. Chất khí ra tất cả. Khí chất má ơi, chất khí là cái gì? Khí chất. Trời ơi, tôi đã nói rồi, văn chương không tới nơi, bớt la làng la sớm, vỗ ngực rầm rầm cũng lủng phổi à. Em nói như vậy để cho anh có thể phát triển hơn anh hiểu không? Phát triển bà nội tôi. À, bắt lỗi bà không, tôi muốn nhục với nè. Và vậy nè anh ơi, ở đây em cảm giác là Ngô Kim Huy giống như là thịt dừa. Giống như là thịt dừa. Thịt dư. À, thịt dư. Thịt dừa là gì mà bà không giỏi ngôn ngữ, bà bớt chửi người ta lại. Bà nói xấu người ta mà bà nói còn khai để cho nó dập. Ăn ở sao mà nói ta là thịt dừa. Ơi giống như thịt dư đó. Ê. Anh với anh Đức của em chưa biết ai bự bên nào, bự hơn bên nào nha. Không, em nghĩ là cái này chắc chắn anh của mình bự hơn. Hết bình luôn. Khôn nhà dạy vợ. Ra ngoài đường chửi người ta thì lộn văn về chữ chồng là chính xác. Lá lùng. Ủa mà em ơi, Sam ơi, Sam, Sam kỳ quá à. Sao lại là so sánh anh Trấn Thành với anh Đức vậy? Bởi vậy? Sao lại đứng chung một hạng như vậy? Vậy sao chị? Còn một vế nữa không? Còn một vế nữa. Mà nói câu sao cho con. Mà nói câu sao sao cho nghe lọt lỗ tai nè. Ý em là chồng của mình á vậy đó, nhưng mà em đang nói chồng tốt đó. Tốt nhưng mà đó, nhưng mà chị nói tốt nhưng mà ai cũng nghĩ là không tốt hết trơn chị. Ờ sao kỳ vậy ta, mặt em gian quá. Gia đình lúc nào cũng vậy. Đúng rồi. Có thương nhau hay không rồi tối ngày cứ cãi nhau hoài. Thấy với Sam có bao giờ nói gì tới tôi đâu. Đẹp ơi là đẹp, còn mấy cái đồ của anh nó như cùi bắp. Mấy cái đồ gì đâu mà. Cái này là gì vậy? Chị. Cái này là gì vậy? Cái này là cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Cái xì tin người ta còn. Chị Harry là chị mượn dòng họ em, chị nói không xin gì. Dòng họ như bắp cho em. Em bắt đầu cảm thấy lo cho anh Thảo. Người ta áo trend cùi bắp. Thưa cái gì, áo nào đẹp hơn? Áo của Harry đẹp không phải không ạ? À xin. Muốn phát lương không? Thôi, bỏ. Đó, ai thông minh sẽ hiểu thôi. Trời ơi, như một nhát dao đâm vô bốn đứa mình. Giải thích giùm đi. Vậy đâu chứ, sống vậy đâu chứ, chưa ai hiểu hay đâu nghe. Có thể mà cho cái tỷ số thông minh của mình nó tỷ lệ thuận với bộ đồ được không? Thưa cái gì cũng biết, hay đang sống chung với ai? Trấn Thành. Sống chung với một người cực kỳ thông minh, cực kỳ sáng suốt. Thì mình bị lây, hiểu không? Đó thì càng ngày càng bị lây, sao mà càng ngu đấy. Tại sao mà cái hay hoa không lấy cái ngu lần sao trời? Tức là mọi người ai cũng tưởng anh ấy thông minh nhưng mà hóa ra ngu đó vậy đó. Trời ơi, nói ổn vũ vậy mà không có hiểu gì hết trơn. Trời ơi, nhiều khi có những chuyện mà trong gia đình không nói được với nhau, phải đem lên sóng truyền hình nói vậy đó hả? Gia đạo bất hạnh. Từ Trấn Thành thích nhất món ăn nào và cô nấu á? Chết rồi. Hỏi câu khó à con. Cái câu đơn giản như cô không hiểu á, cô vô tri hả cô? Trả lời đi. Thật ra mà nói là cô đã từng có nấu món ăn cho chú ấy, nhưng mà không biết có chú ấy thích hay không. Thôi nào. Mình mới biết nhau đó.
Món ăn đó là món ăn do cả gia đình xúm lại phụ cô làm. Chú em giỏi dễ sợ luôn á. Bà tự nói sao bà tự khen bà luôn. Dạ xin chào mọi người. Hello mọi người. Chào chồng đi em. Dạ vua. Dạ vua. Thôi đi. Ủa anh sao vậy anh Giang? Tôi cũng thích những người hạnh phúc. Harry, về với ông xã của em nha. Dạ vua. Trời ơi ghê quá. Mình phải coi Khánh Như như người nhà. Ủa, tôi nghĩ. Ra. Đó. Có vẻ cái đó hợp lý hơn. Đúng không em? Nguy hiểm lắm, rất tỏ vẻ nguy hiểm. Cho anh biết cảm giác của em. Hai chồng cái chuyện mình không ai hỏi thăm gì tới em. Như. Dạ sao anh Thành? Ngồi đó chơi đi em. Em thấy sao vậy? Em thấy có gì đó hình ảnh ấy. Nó thôi nghỉ luôn đi anh ơi, nghỉ luôn anh đi em. Dạ. Anh xin lỗi, anh trao nhầm niềm tin. Dạ sao kia? Em bữa nào mình đi ăn mực cái chỗ đó ngon. Mình phải ăn, hồi nay em nhìn lại em đã ngắm rồi. Và bây giờ em không còn biết là bạn kia có hát giỏi hay là hát dở. Phải chọn bạn kia để hỏi cái địa chỉ bán ở đâu. Ừ, đi ăn mực. Đi ăn mực. Hai vợ chồng ảnh thật luôn ha. Tụi em biết nói sao, hai chồng em nhã nhặn. Không, cậu này hát không hay đâu. Không mà nhìn cái là biết không hay rồi. Ừ, sao vậy? Tại vì đẹp trai. Không có đẹp trai nào mà hát giỏi hết trơn á. Ủa rồi đây sao? Ý em á là những người mà đẹp trai mà hát giỏi là trở thành ca sĩ hết rồi. Còn đây là người bình thường. Tại người ta chưa có cơ hội thôi em. Thì chưa có cơ hội thì đến giờ này thì chưa được ca sĩ là em nói đúng đó. Thanh ơi dịch giùm anh coi làm sao em. Thật ra không phải vợ chồng là cứ hiểu nhau hết đâu. Ủa dạ. Cũng không hiểu luôn hả? Harry ơi anh nói thật cái phong thủy cho em hợp bên đây hơn nha. Thấy chưa, nói chi cho người ta dập mình, thấy chưa. Người ta hỏi hát hay hay không, bà lo cái vụ thịt heo, thịt bò. Ăn nhìn cái con mực là cái gì, đói là cái thịt heo với thịt bò. Trời ơi, cho em ăn à. Cứ bác em gậy như vậy hoài nên em không nhìn món ăn em thèm vậy nó. Trời ơi, chắc tự tưởng đang tham gia chương trình của trường mầm non không. Trời ơi, ngồi đâu anh? Chỗ đó chứ đâu, bây giờ ai dám dành chỗ đó cho em. Ủa, chỗ đó đâu phải chỗ dành cho em đâu. Trời ơi, bây giờ còn ai nữa không, lẽ Trúc Nhân chỗ đó ngồi sai dữ lắm chỗ luôn á. Chỗ có hai con không phải cái ghế này. Chỗ có hai con là phải ở đây. Ngồi lên cái chân mặt. Trời ơi, trời ơi, cái mặt không kìa anh. Cái mặt mắc cỡ, dồn giả tạo hết sức luôn đó. Khoái thấy mồm mà bị đặt. Harry. Dạ. Khán giả đương nhiên nghĩ rằng cái ghế đó là mặc định dành cho em. Nhưng mà bây giờ em nói thiệt lòng mình đi, em muốn ngồi ở đâu, bên đây hay bên đây? Thì tất nhiên là... Trời ơi. Sao nụ cười gian xảo vậy trời? Nhớ không, thật sự thì em ngày nào cũng anh gặp anh Trấn Thành. À ngán quá phải không em? Anh biết mà, anh biết là em chán cơm thèm thở mà. Dạ lâu lâu em muốn ăn món khác. À vậy hả? Vâng. Em, nếu mà nói vậy thì em cứ đi đi. Ừ. Ok. Không mà thật sự thì nghe cái giọng cuối á thì em nghĩ là anh này có thể là hát tốt. Tại vì anh này cái khu miệng của anh này giống ca sĩ Hàn Quốc. Một người nào đó. Mình đang làm chương trình Việt Nam em. Thì anh ấy cũng là ca sĩ mà anh này thì người Việt Nam mà cũng cái miệng nó hơi giống thì em nghĩ là có thể là anh này hát được tốt. Phản bác. Không sao, thì tôi thấy cái suy luận cũng hơi lãng đó. Được. Cặp bên nha. Tự nhiên giống ca sĩ Hàn Quốc cái hát hay, không liên quan. Ủa vậy phản bác chỗ sao? Nào? Là hát hay là hát không hay? Hả? Ủa vậy phản bác chỗ nào? Ủa tôi có nói phản bác hả? Nói y chang như mình nghĩ luôn á. Hát hay rồi, kêu phản bác. Gia đình ta vậy đó em ơi. Giá bộ vậy sao xạo vậy thôi. Chứ thực ra đâu có dám là phản bác cái gì. Em nghĩ là em muốn nghe ý kiến của Harry. Sao em? Ủa hỏi em hả? Ừ. Em nghĩ là em cũng không biết. Cái đó tôi biết mà. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Nhìn cái khẩu miệng là đúng là vậy. Một là khẩu hình em, hai là khuôn miệng đúng như Vân nói. Còn khẩu miệng là cái gì? Khẩu là miệng chứ là cái gì? Còn, rồi, bớt đi, đừng có còn cái người mà nha. Nói nhiều, ta gọi là khẩu nghiệp. Nhìn cái tướng á, thì em nghĩ là cô này phải hát dở mới đúng. Cái gì vậy? Sao vậy? Tướng sao mới hát hay vậy? Hà ghi. Tướng đẹp mà hát hay thì không công bằng. Em ngây thơ quá.
ngây thơ mới quen Trấn Thành. Hà Di thân mến, hôm nay anh mới biết thật ra em không phải là một ca sĩ, em còn là một cô bé nướng bánh tráng nữa đó em. Trời, em trở mặt lẹ sợ luôn á. Nãy giờ thấy trường hợp nào em cũng trở mặt hai lần vậy đó. Dạ đúng rồi. Anh nói gì? Tự nhiên ta nói vậy nó ra trở mặt. Tôi không, các bạn lại nói đó. Tôi không có tình người. Trời, muốn tát vô mặt ghê luôn á. Tôi thay thế cho Trấn Thành, tôi xin lỗi. Em à, thưa cái gì, ông nói này xạo kè. Đi vô. Thôi nè, con có xuống tinh thần rồi kìa anh. Đừng nói gì hết. Mình buồn vì chính mình đó.